Ok, tấu hài lâu rồi, hôm nay mình sẽ review chiếc gậy như ý đang hot này một cách chi tiết nhất nhá. Đây là chân dung và cách hoạt động của em nó. Thề với các bạn, đây là món đồ không dành cho người yếu tim. Thử mấy phát rồi nhưng mà chưa lần nào được ngầu như trong quảng cáo các bạn ạ. Thu nó lại cũng khó cơ, tay giữ này, tay ấn này. Vừa xoay vừa sợ tôn nó cứa vào tay, các bạn nhìn đây này. Giờ thì xem sức mạnh của nó tới đâu nào. Ok, được.